Năm tiếp theo mình học là nhóm nhiễm chất Isicam ha. Nhóm này nó không còn cái nhóm axit trong phân tử nữa mà thay bằng cái nhóm enol, đây mình hứa liên kết đôi. Mình thêm liên kết đôi vô đây ha. Thì cái nhóm OH này nó có tính axit không? Thì trong này thì có là pyrocam, phenotycam, melotycam. Đây là những cái thuốc NSAID rất là tác dụng dài ha, dài. Thì trong đó pyrocam nó được chỉ định là điều trị viêm cấp tính dài hạn, triệu chứng viêm khớp, viêm xương khớp. Melotycam nó là chất ức chế chọn lọc cứng đối viêm khớp 2, chỉ định trong các chứng viêm xương khớp. Tiếp theo là qua cái nhóm những chất ức chế chọn lọc cấp 2 hay là nhóm cốc xít, có đuôi cốc xít này. Cái nhóm này thì có nhóm phương phô namit hoặc là metin sulfon ha. Đó. Thì cái rofe này là cái van đề coxit này, hai cái chất này là rút khỏi thị trường rồi, còn có sile coxit ha. Thì cái nhóm này tuy nó giảm tác dụng phụ trên đường tiêu hóa ha, do chế cốc chọn lọc cốc hai mà nó giảm tác dụng phụ trên tiêu hóa, nhưng mà nó lại gây tác dụng phụ trên tim mạch. Giờ mình vô các một số NSAID thông thường. Giờ đây mình chỉ học cái para, cái aspirin, diclofenac thôi. Cái para, về para đó thì mình phải nhớ công thức này ha. Trong cái paracetamol thì có nhóm amid, là nhóm amid, là nhóm nhóm hydroxy, nhóm OH á. Rồi điều chế thì mình sẽ đi acetin hóa 4 aminophenol thì thu được paracetamol. Acetin hóa bằng tác nhân như anhydrid acetate, acin chloride, acin bromide đó. Rồi trên cái phân tử này thì mình thấy có khả năng phản ứng của nhóm OH này, nhóm OH phản ứng với sắt 3 thì cho ra màu tím xanh. Khi mà tủy phân cắt đứt cái liên kết amid thu được nhóm amin, nhóm amin thì sẽ có phản ứng của nhóm amin bậc 1 và phản ứng của đặc trưng của nhóm acetin ở đây ha. Thì đây paracetamol cho axit vô đun lên thì mình thu được 4 aminophenol. 4 aminophenol này cho kali dichromate vô thì nó xảy ra phản ứng oxy hóa tạo para-benzophenonimin. Hai cái chất này nè, chất chất para-benzophenonimin nó kết hợp với cái một cái phân tử là 4 aminophenol ban đầu này thì sinh ra được hợp chất là màu tím. Rồi cái nhóm amin bậc 1 đó thì nó sẽ phản ứng được với hợp chất natriumnitrit cộng HCl ra được HNO2 đó. Thì phản ứng này là phản ứng diazoni hóa, diazoni ha, tạo muối diazoni. Cái muối diazoni này nó sẽ kết cặp với beta lactone trong kiềm thu được màu và màu da cam, màu đỏ cam. Cái này mình học thực hành mình sẽ làm. Rồi phản ứng của acetin là phản ứng với lantan ha, cái này mình muốn học thực hành sẽ được làm. Rồi trên các phân tử para này mình phải lưu ý là định lượng mà phương pháp là có thể đau UV bởi vì nó có cái vòng thơm này. Cái thứ hai á là cái nhóm OH phenol nè, nó gắn với vòng thơm làm cho cái vị trí alcohol này, hai vị trí alcohol so với nhóm OH này là dễ phế brom, nên là mình có thể dùng phép đo brom hoặc là tủy phân cái nhóm amid này thu được nhóm amin bậc 1 thì mình có thể định lượng bằng phương pháp đo nitrit. Ngoài ra thì tủy phân ra cái para aminophenol nó phản ứng với natri nitroglycerin không phải là màu xanh, mình có thể đo màu so màu. Công dụng của para thì có giảm đau hạ sốt, tuy nhiên không có phản ứng kháng viêm ha, tuy nhiên para là không phản ứng viêm, không kháng viêm. Rồi ưu điểm so với NSAID khác á, thì nó ít gây tai biến, ít dị ứng, ít kích ứng dạ dày hơn ha, không có ảnh hưởng đến sự đông máu.
là nó có thể sử dụng cho phụ nữ có thai không bú. Tác dụng phụ kéo dài á, dùng kéo dài hoặc là tác dụng liều cao á, thì nó có thể gây, dùng liều cao có thể gây là tổn thương gan. Thì ngoài paracetamol thì có một cái chế phẩm là robaxetamol ha. Thì cái chất này nó không tan được trong nước, dạng 3 giờ thì nó không tan được trong nước, nhưng mà dạng muối thì nó tan tốt trong nước, muối hydrochloric ha. Cái này dùng để tiêm. Thì phối hợp với roba, phối hợp của roba của paracetamol á, thì mình có là phối hợp với codeine, phối hợp với dextromethorphan, phối hợp với cafein, phối hợp với ibuprofen để tăng tăng hoạt tính giảm đau không. Ví dụ như là baradon, viên viên đỏ không. Rồi qua cái chất thứ hai của mình là aspirin, là acetin salicylic. Phương pháp điều chế thì tương tự như paracetamol á, là điều chế bằng phương pháp acetin hóa. Tác nhân acetin hóa là acetan, acetin chloride, anhydride acetate, mình thu được aspirin. Thì đối với cái aspirin á, mình nhớ cái phản ứng định tính của mình là sẽ đi cắt đứt cái liên kết ST, thì thu được acid salicylic, mình nên đo điểm chảy. Thứ hai là cắt đứt liên kết ST thì thu được nhóm OH phenol. OH phenol thì phản ứng được với sắt ba ra được màu tím, đúng không? Rồi phản ứng luôn với canxi hydroxit và aceton, phản ứng sau đó cho phản ứng indigo, phản ứng tụ la sen này là octonitro với para nitro nha, octonitro benzan hít. Rồi định lượng thì đối với aspirin thì cái này mình nhớ, mình học cái này là có hai cách định lượng. Một á là phản ứng trực tiếp của nhóm OH, của nhóm COOH luôn, là COOH cộng mẹ OH sinh ra được muối, muối muối natri ha, của cái nhóm carboxylic này ha. Mình khi mà thừa NaOH thì làm thay đổi chỉ thị nha. Cách thứ hai của mình là mình sẽ cho NaOH dư, cho nó cắt đứt cái liên kết ST luôn, thì thu được hợp chất muối natri của acid salicylic á, không? Rồi sau đó mình sẽ dùng HCl lượng cái lượng dư, lượng NaOH dư. Đó. Có hai cách, một là trực tiếp để lượng trực tiếp nhóm axit, hai là lượng thừa trừ phản ứng ST ha, dựa trên ST. Đây là hai cái phản ứng nguyên tụ, phản ứng indigo và nguyên tụ lysine ha. Đây là octonitro benzaldehyde chứ không phải là para nha. Rồi tác dụng dược lý. Tác dụng dược lý thì mình có là giảm đau, hạ sốt, kháng viêm, chống tắc kết tiểu cầu ha. Liều nhỏ là thông thường là liều 81 mg đó. Thì cái hoạt tính chống tập kết tiểu cầu của aspirin á, nó thông qua cái enen xích lõi oxy gen là một, không? Đây, cắt đứt giai đoạn tổng hợp nên thrombosan A2, không? Làm cho tiểu cầu nó không dính vào nhau được, tức là ngăn tập kết tiểu cầu. Chất thứ ba là diclofenac, không? Thì mình nhớ cái này là cái nhóm là axit acetic, nhóm dẫn xuất axit acetic, không? Đối với cái diclofenac mình nhớ phản ứng định tính, nhiệt thủy phân gây ra sinh ra được cái nhóm hydroxylamin ha, gắn OH vô đây, gắn OH, hydroxylamin gắn OH vô đây. Thì cái nhóm hydroxylamin nó phản ứng với kalifericyanid và sắt 3 chloride thì tạo ra màu màu xanh và ferrocyanid màu xanh. Không. Rồi định lượng thì có nhóm axit thì mình sẽ định lượng bằng bằng kìm, tức là kiện độ than. Không. Định lượng bằng cao hát này, định lượng bằng cao hát. Rồi tác dụng của
nắp á, như là lo phim nắp thì có giảm đau thắng viêm không? Dạ, muối kali thường dùng trong đau bụng kinh hơn. Chất thứ tư mình học là ibuprofen ha. Thì cái nhóm này mình nhớ cái này là nhóm nhóm dẫn xuất của axit propionic 1 2 3 carbon ha. Tương tự như là triclofenac, nhớ có nhóm axit lượng axit bazơ bằng kìm, nhóm axit thì định lượng bằng kìm trong môi trường ha luôn. Thôi vậy tới đây là hết cái phần NSAID rồi đó.